Ở Việt Nam á, bố mẹ đánh con, trắng bạc tài, chồng đánh vợ. Nhưng bên Mỹ được không? Không. Quý vị đánh con á, ngày hôm sau mà tới trường đó, cô giáo nó nhìn cái mặt nó sưng lên là vì tát tay. Cô giáo hỏi liền, tại sao mặt cái này? Nói hôm qua, không? My dad hit me. Bố tôi đánh thôi. Thế là khoảng chừng là 15 phút sau là cảnh sát. Một là nó tới nhà, hai là nó tới sở. Còng tay ông bố đi liền. Mà nếu mà hai vợ chồng mà bỏ bê con, nó tới nó lấy con đi, giao cho một cái tổ chức nuôi con nít. Ấy, chào bằng. Nó lấy con ra khỏi tay của mình, mặc dù mình là người sanh nha. Vợ đánh chồng hay chồng đánh vợ đều bị vào cái tội là gọi là cả hành hung trong gia đình. Nó sẽ tới nhà, ngay tại nhà nó bảo ông, tức là ông chồng nếu đánh vợ đó, hoặc bà vợ đánh chồng, bà đi ra khỏi cái nhà này trong vòng 48 tiếng mới được trở lại. Ông chồng, ông có súng hay không? Tôi có 3 khẩu súng nữa. Ông có súng? Ok, đưa đây cho chúng tôi. Viết vào biên nhận, nhận của ông Nguyễn Phương Hùng đấy là 3 khẩu súng. Nó thí dụ như vậy. 48 tiếng đồng hồ sau trở lại cảnh sát, lấy lại súng, lấy lại ấy này kia và trở về nhà. Nếu bà vợ cho phép. Còn nếu mà trở về nhà mà bà vợ đã làm một cái lá thư xin ly dị hay là xin cách ly là anh không có quyền về. Đấy, tự do Mỹ đấy. Đừng có nói rằng cái là ở bên Mỹ chúng tôi tự do lắm. Đúng, đúng không là Bình Hồ? Đấy. Con cái của mình không được đánh. Chồng đánh vợ, vợ đánh chồng. Quý vị, có một con chó chứ quý vị nuôi. Con chó, quý vị đá nó một cái. Xích nó vô đá nó cái, nó kêu ăn ăn. Cái thằng này trên lầu á, nó đứng nó quay phim. Nó quay phim xong rồi nó gọi animal control. Tức là cái chỗ bảo vệ thú vật. Chỗ mà cái chỗ sở giữ thú vật. Animal control nó tới nơi, ok. Có cảnh sát đi theo bắt mình ngay lập tức và đưa ra tòa về tội hành hung con vật. Đâu có phải là tự do là muốn ấy đâu. Quý vị làm tình, xin lỗi, quý vị làm tình trong nhà, ok, quý vị mở cửa, bên hàng xóm nó nhìn thấy nó quay phim, nó vẫn có quyền nó gọi cảnh sát. Quý vị sẽ bị bắt liền. Ông bây ông hàng xóm ông nói rằng quý vị đang khuyến khích con gái của họ và con trai của họ làm những cái chuyện đó. Đó có phải là tự do không? Không. Đó có phải là mình muốn làm gì là làm. Ở Việt Nam, cảnh sát giao thông chặn lại. Xin lỗi quý vị nhé. Địt mẹ mày biết tao là ai không? Con cảnh sát giao thông nghe mà câu đó là sợ hết hồn. Thôi anh đi đi. Ở bên Mỹ à, đầu tiên cảnh sát á bắt mình dừng xe lại, nó bấm cái, tôi đang nói chuyện là cái ở bên Mỹ là đa số đi bằng xe ô tô nhá, ít ít có phụ xe gắn máy lắm. Nó bấm liền cái bảng số xe của bạn. Nếu mà cái xe đó đang bị báo cáo là ăn cắp, là đầu tiên cảnh sát nó không bước xuống. Nó bắt cái loa, nó gọi bạn. Mở cửa xe, xoay lưng lại bên cảnh sát, giơ hai tay lên trên đầu. Đứng cách xe ra khoảng chừng 2-3 feet.
đi lui lại chứ không cho đi tới, không cho nhìn ra mặt mình, đi lui lại lui lại lui lại lui lại. Chứ không phải là địt mẹ mày biết tao là ai không. Còn nếu mình không phải là cái xe ăn cắp thì sao? Thì quý vị phải ngồi im trên xe, để hai tay lên trên cái vô lăng á, tức là tay lái đó, để nguyên như vậy, không có nhúc nhích, không có đụng đậy, không có thò tay để lấy cái ví hay cái gì, không có đưa tay vào trong cái quần mình để lấy cái ví, không. Nó cho là quý vị đang đi lấy súng để bắn á. Khi mà họ tới rất là lịch sự, mời IC your ID, tức là chứng minh nhân dân, thì lúc đó mình mới có quyền lấy cái ví ra đưa cái, chứ không phải là họ gọi mình xuống. Còn nếu mà cái xe đó đó, cái người tài xế, người chủ xe đó đang bị những cái lỗi chẳng hạn như là đang thiếu tiền phạt, đang bị nhiều cái lỗi, bị nhiều cái giấy phạt, thì đầu tiên nó bắt, nó tới, nó bảo cái người chủ xe đó bước xuống xe và đi tới phía trước, cái lưng vẫn quay lại cảnh sát. Cảnh sát nó khôn lắm, nó không cho quý vị nhìn vào mặt nó đâu. Đi tới đầu trước cửa xe, trước cái mui xe đó, cái mũi xe đó, bắt đứng sạng chân ra, hai tay để vào trong cái đầu xe. Nó có phải là cái là muốn tự do là tự do đó. Thế bây giờ còn nữa, nó tự do biểu tình. Nhân cái vụ mà kẻ gai đó, thì những cái mấy anh chống cộng cực đoan đó, lợi dụng cái kia cái này, là nói là nhà bị đất bị cướp rồi, không cho tự do tôn giáo, không cho xây hang đá để mừng nhà Chúa Giáng sinh này kia. Xin lỗi quý vị, ở bên Mỹ quý vị có quyền tự do biểu tình, không ai cấm. Nhưng quý vị phải thông báo, quý vị phải thông báo, quý vị không cần xin giấy phép. Quý vị chỉ xin giấy phép khi nào quý vị cầm cái loa để nói, tức là có âm thanh. Và cái âm thanh đó trong vòng nghĩa là 10 thước, người khác không nghe được. Và nếu mà quý vị xin phép thì quý vị phải biết là biểu tình vì lý do gì, có bao nhiêu người, địa điểm ở đâu, đối tượng quý vị biểu tình là cái gì. Còn nếu mà quý vị nói rằng à tôi Daoist Communist, tức là đại đạo cộng sản này kia, ok, quý vị tự do tư tưởng quý vị. Thế nhưng mà đó, ngày hôm đó thí dụ như là có người đứng ở đó mà té xuống một cái gãy chân gãy tay thì sao? Quý vị biết rằng nó có một lần ở trong thành phố Westminster, tôi là người leo lên trên cây đó để treo cái băng rôn, tôi bị té xuống. Xe hồng thập tự chở tôi vào nhà thương, chi phí hết 15.000 đô la. Thành phố Westminster trả, thành phố Westminster phải trả, tôi không phải trả. Tại vì nó thuộc về khuôn viên của Ủy ban Nhân dân thành phố Westminster. Và tôi là bị tai nạn ở trong đó. Thành ra bây giờ ông Phan Giao đó là chủ của cái, bây giờ thì không phải Phan Giao nữa rồi, xin lỗi, tôi không muốn nói tên cái chủ nhân. Ở cái khu mà cái bãi cỏ quý vị thấy rằng cộng đồng hay đứng biểu tình trong nhìn qua bên kia đó. Đó. Bây giờ lý do tại sao không biểu tình không? Tại vì chủ nhân họ đòi mỗi lần biểu tình đó phải đóng một cái bảo hiểm là 1 triệu Mỹ Kim. 1 triệu Mỹ Kim thì là cái bảo hiểm tương đương với là 800 đô la cho một ngày đó thôi. Thế là bây giờ quý vị đâu dám biểu tình đó. Cái gì cũng mang qua bên cái gọi là cái thung lũng tử thần. Tôi gọi là thung lũng tử thần là chỗ mà ông Cường, bác Nguyễn Mạnh Cường gọi là chỗ đó của Lee Sang-wook ấy. Một cái bãi đậu xe như vậy đấy.
ở trong đó có khoảng 200 người là chặt ních, đậu cái xe thì đậu được 30 cái chiếc xe là hết. Thế mà bữa nào biểu tình là coi như hết chỗ đậu xe, mang qua bên đó các đâu dám bên biểu tình bên kia. Có 800 đô la còn không có đủ tiền để mà đóng hỏi đói mà lật đảng, lật đổ đảng Cộng sản. Nghe nói chuyện khôi hài. Anh lật đổ bằng cái gì? Anh kêu gọi 4-0 này, không giao lưu với Việt Nam này, không gửi tiền về Việt Nam này, không du lịch Việt Nam này, không buôn bán ở Việt Nam. Bây giờ rất cục ấy. Cả 4 cái đó đều trở thành 4 có hết. Vé máy bay giờ này quý vị đi mua đi. Vé máy bay Tết này. Hôm nọ là tháng 11 tôi đi đó, tháng 10 tôi đi đó. Vé máy bay có 550 à. 600 là tôi đi ra đêm một cái chuyến phi nữa. Chuyến phi từ Hà Nội đi vào Sài Gòn hoặc là bất cứ nơi nào trong Việt Nam. Bây giờ bao nhiêu biết không? 1.200. Tết không có chỗ nữa. Việt Nam Airlines hết. Phải đi qua bên Philippines Airlines, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Cathay Airlines rồi. Các hãng của Trung Quốc luôn. Chơi Trung Quốc cho đã đi, nhưng mà rốt cục đi về Việt Nam là cũng phải đi máy bay của Trung Quốc. Tại vì hết máy bay Nhật, máy bay Đại Hàn. Đi quá cảnh ở đó xong rồi mới vào Việt Nam được. Đấy. Đi vào, thì bây giờ quý vị thấy rằng á, có 800 đồng đóng để đi mua cái bảo hiểm biểu tình không có. Và tại sao 5 tháng nay không có biểu tình, 6 tháng rồi. Lý do là tại vì KBC hải ngoại đánh quá mà. Đánh mà bây giờ cái cầu tiêu nó nghẹt luôn, ông Phan Kỳ Nhơn không dám đâm đầu vào trong đó để chết. Nó nghẹt cái bồn cầu rồi. Giống như là BBC đó, báo bồn cầu đó, nó bị nghẹt. Ông có nói rằng thắc lãnh đạo Việt Nam dám mời ông Donald Trump. Bây giờ người ta tới công khai còn khen Việt Nam nữa. Ngày xưa chúng ta là kẻ thù với nhau, hôm nay chúng ta là bạn. Cũng tại cái thành phố Đà Nẵng này, thủy quân lục chiến đã đổ bộ xuống đây, gây ra một cuộc chiến tranh mà thiệt hại cho cả nhiều phía. Nhiều phía là ai? Là Mỹ, là Việt Nam Cộng Hòa, là quân đội nhân dân và là quân cách mạng giải phóng miền Nam. Nhưng hôm nay chúng ta là bạn. Ông nói rõ ràng như vậy. Ông mới nói hội thoại ngày hôm thứ ba xong bạn.